Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến theo chiều hướng gia tăng, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng liên quan đến người từ ngoài tỉnh và bà rịa vũng tàu, và mới đây là những ca nhiễm Sars-CoV-2 ở châu đức, thành phố vũng tàu, thị xã phú mỹ là người từ bà rịa vũng tàu đi tỉnh khác và trở về địa phương, kể cả việc có chấp hành khai báo y tế. Chính vì vậy ngay trong lúc này mỗi người dân, mỗi gia đình cần nâng cao ý thức hơn nữa trong công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Bên cạnh đó, chính quyền các phường xã trên địa bàn tỉnh cũng rất cần sự vào cuộc quyết liệt nhằm siết chặt hơn nữa công tác quản lý lưu trú, đi lại của người dân. Siết chặt quản lý người từ ngoại tỉnh về Bà Rịa Vũng Tàu và từ Bà Rịa Vũng Tàu ra ngoại tỉnh trở về. Tất cả những trường hợp này và người trong gia đình cần phải thực hiện khai báo y tế trung thực đầy đủ, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế cần thiết theo quy định xử lý nghiêm đối với các cá nhân gia đình không thực hiện khai báo y tế và các vi phạm các quy định về phòng chống dịch các tổ dân cư khu phố tổ covid cộng đồng tổ covid tự quản cần cảnh giác và phát huy vai trò trong việc kiểm soát chặt người ra vào địa phương mình người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, thông báo ngay cho cơ quan chức năng những người lạ mặt xâm nhập vào khu dân cư. Khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K, 5T, tiêm phòng vaccine khi đến lượt, hạn chế ra đường khi không cần thiết và giao tiếp với người khác khi không cần thiết, không tụ tập và tổ chức ăn uống trong tổ dân cư. Các cửa hàng quán xá tuân thủ quy định bán mang về, các cơ sở dịch vụ được phép mở lại cần chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch.